À, từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Sau đó thả lỏng hai tay đặt trên gối. Có thể ngồi trong tư thế xếp bằng hoặc bán già. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập yoga tốt cho tử cung và có thể tập cho ngày đèn đỏ. Từ đây mình thả lỏng hai vai, thả mềm hai cùi chỏ, hơi kéo cùi chỏ về gần thân người, hơi quận mông hướng xuống thảm, chìm hông xuống, thẳng cổ và từ từ khép đôi mắt lại. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng vai, lưng, hông, thả mềm các cơ. Rồi đưa ý thức về vùng rốn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thả lỏng cổ, gáy, vai, lưng, hông, kéo rốn vào thật sâu. Rồi từ từ hít thở điều hòa. Thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng tâm trí và nhịp thở. Từ đây, quan sát nhịp thở ở vần chóp mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng không khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Và khi bạn thở ra, bạn cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Hít vào và thở ra. Hít sâu và thở chậm. Hít thật nhẹ và thở thật êm. Hít vào và thở ra. Cứ như vậy, lặp lại nhịp thở, quan sát nhịp thở và cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang đón nhận một nguồn oxy tươi mới được đưa vào cơ thể. Khi thở ra, bạn cảm nhận toàn bộ những khí thải được đẩy ra bên ngoài qua đường khí thở. Thả lỏng cơ thể, thả lỏng nhịp thở, thả lỏng các mô cơ và thả lỏng hơn nữa nhịp thở của bạn.
Sau một vài nhịp thở, từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa thật nóng bàn tay. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa, thêm chút nữa. Nhanh tay đưa áp về vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và dây ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi chúng ta khởi động trong tư thế đứng. Hai chân mở rộng song song bằng hông, đứng về đầu thảm. Mũi chân cách đầu thảm khoảng 20cm. Hai chân song song, thu chân về một tí nữa Luyến. À, phượng cách chân ra. Chị Hà đưa gót ra. Rồi, được rồi, rồi. Dùng tách chân ra một tí nữa, bằng hông. Rồi, hai tay đưa sang ngang, ngửa lòng bàn tay, thả mềm vai xuống, hơi quận mông xuống. Hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể mềm vai. Thở ra, thả lỏng hai tay, khép cằm thu về cổ. Lần hai, hít thật sâu, vươn dài cơ thể, nâng lên. Và thở ra thật chậm, thả lỏng vai, thả lỏng cổ gáy, khép cằm thu về. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm thả mềm vai, khép cằm lại, chìm sâu hai đầu vai, cảm nhận vùng cái cổ được kéo giãn. Và lần này hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, chắp tay lại. Thở ra nghiêng người qua bên trái. Quan sát eo đùn phải được kéo giãn. Hít vào trở về giữa. Thở ra nghiêng người qua bên phải. Quan sát eo lườn trái được kéo giãn. Hít vào trở về giữa. Thở ra tách hai tay gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hít vào nâng nửa thân người chống 10 đầu ngón tay. Thở ra trùng hai cùi trỏ thả lỏng cổ gáy. Hai tay nắm hai cổ cùi trỏ. Từ từ thả mềm vai xuống. Hơi quận xương cụt hướng lên bầu trời. Khép cằm thu về cổ. Quan sát toàn bộ vùng lưng, vùng hông đang được kéo giãn. Giữ nguyên ở vị trí giữa, hít vào duỗi ngực, đưa cằm. Thở ra khép cằm thu về cổ, chìm sâu vai, thả lỏng đỉnh đầu. Chú ý có thể hơi trùng gối để bảo vệ khớp gối. Lần hai, hít vào, đưa cằm ra phía trước. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra, khép cằm thu về. Rồi tách hai tay, hạ hai bàn tay trở về thảm. Nhẹ nhàng hít vào, bước dài chân phải ra phía sau. Thở ra hạ đầu gối phải xuống thảm, duỗi mềm mũi chân phải, chống 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng hít vào, đẩy ngực, nâng cằm mềm hai đầu vai xuống, chìm sâu khớp háng, tiến chân về phía trước, đúng không? Tiến với bàn chân trước, đúng không? Thở ra khép cằm thu về cổ, quan sát cơ gập hông chân phải đang được kéo giãn. Từ đây, hít vào xoay cằm qua bên trái. Mắt liếc nhìn gót chân bên phải. Quan sát cơ gập hông chân phải đang được kéo giãn. Thở ra xoay cằm qua bên phải.
hít hài xoay cằm sang trái. Và thở ra thật chậm, xoay cằm qua bên phải. Rồi từ đây, hít vào xoay cằm trở về giữa, nâng ngực, vươn cằm, mắt nhìn thẳng. Thở ra hạ lòng bàn tay xuống thảm, chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, đạp căng gối phải ra. Duỗi hông về phía sau, duỗi ngực về phía trước. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Thở ra bước chân trái trở về sau cùng chân phải. Trùng hai gối xuống, thở hết ra. Kéo mông về phía gót chân. Kéo giãn các đốt sống, cuộn xương cột hướng xuống thảm, mềm vai xuống, khép cằm thu về cổ. Quan sát vùng vai, hông, lưng được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, tách rộng tay, vai, thả mềm vai xuống, quận mông hướng xuống thẳng. Thở ra thật chậm, thả mềm lưng trên, lưng giữa và lưng dưới hướng xuống thẳng. Thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ xung quanh hông, lưng, vai. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng hơn nữa vùng hông, lưng, vai và các đốt sống. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm quặn mông xuống chìm hông, mềm vai thở hết ra. Rồi từ đây, xòe các ngón tay rộng ra. Hít vào bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra bạn chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhẹ nhàng hít vào khiến hai gót chân. Thở ra trùng gối đẩy mông hướng lên bầu trời, đưa rốn về gần đùi. Rồi hít vào thật sâu, nhả vai. Thở ra đưa rốn về gần đầu, đùi xả khí. Lần hai hít vào nhả vai, tiến thân người về phía trước. Thở ra đưa rốn về gần đùi xả khí. Một lần nữa hít vào, đẩy người về phía trước. Thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi xả hết khí. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào lướt chân trái nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Chống 10 đầu ngón tay. Hạ mềm gối phải, duỗi mềm mũi chân phải, duỗi ngực nâng cằm. Chìm sâu khớp háng phải. Tiến chân về tí nữa Phượng. Đầu gối luôn luôn thẳng hàng với cổ chân và hướng về ngón chân thứ hai. Từ đây, đưa ý thức về vùng cằm, nhẹ nhàng hít vào xoay cằm qua bên phải, mắt liếc nhìn gót chân phải. Thở ra xoay cằm qua bên trái. Chìm sâu khớp háng phải. Tiếp tục hít vào xoay cằm qua bên phải, mắt liếc nhìn gót chân phải. Thở ra xoay cằm qua bên trái, mắt liếc nhìn gót chân. Rồi tiếp tục hít vào xoay cằm trở về giữa, chống ức bàn chân phải, thở ra đạp căng gối phải, đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực về phía trước. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm, duỗi gối chân trái, hạ mềm gót chân phải, xoay mũi chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời, mềm vai và cùi chỏ xuống. Nhẹ nhàng hít vào xoay mũi chân phải về phía trước, tiến thân người về phía trước, trùng gối trái, duỗi hông, duỗi ngực. Thở ra, xoay mũi chân phải, hạ gót chân xuống thảm, duỗi gối chân trái, mềm vai, hạ mềm cùi chỏ, gập thân người xả khí. Rồi một lần nữa hít vào đẩy thân người về phía trước, xoay mũi chân phải, tiến thân người về phía trước. Thở ra xoay gót chân hạ mềm xuống thảm, duỗi gối trái, đẩy hông hướng lên bầu trời, thả mềm cổ gáy, duỗi hông,
Và lần này hạ bàn tay trở về thảm, hít vào xoay mũi chân phải hướng về phía trước. Thở ra bước chân trái trở về sau, cùng chân phải đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Từ đây, hít vào vặn kiện hai gót chân. Thở ra trùng gối, hạ mềm xuống thảm, duỗi mềm mũi chân. Thở hết ra kéo mông về phía gót chân, cuộn xương cụt hướng xuống thảm hạ gối đệm. Duỗi mũi chân ra, cuộn mông hướng xuống thảm trở về trong tư thế em bé mềm vai, mềm hông, lưng. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về đáy thắt lưng. Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, cuộn mông hướng xuống thảm. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Thả lỏng cuộn chìm mông hướng xuống thảm. Từ đây, hít vào thật sâu, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế hít về ngược. Đưa ý thức về chân bên phải, hít vào lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Hạ mềm gối phải trái trượt dài ra sau, duỗi mũi chân. Chìm sâu khớp háng trái chống 10 đầu ngón tay, duỗi ngực nâng cằm. Từ từ hít vào thật sâu, xoay cằm qua bên trái, mắt liếc nhìn gót chân. Quan sát cơ gập hông chân trái đang được kéo giãn. Thở ra xoay cằm qua bên phải. Chìm sâu khớp háng trái xuống, cảm nhận vùng khung chậu và khớp háng trái đang được giãn sâu. Một lần nữa hít vào, xoay cằm qua bên trái. Thật chậm thở ra, xoay cằm qua bên phải. Cảm nhận cơ cổ được kéo giãn, cơ gập hông chân trái được kéo giãn. Từ đây hít vào, xoay cằm trở về giữa. Thở ra từ từ khép cằm thu về cổ. Chống ức bàn chân trái, hạ mềm bàn tay. Nâng gối trái, đạp căng gót chân, duỗi hông. Hít sâu bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Nhẹ nhàng hít vào kiễng hai gót chân, thân người đổ về phía trước. Thở ra trùng gối nhấn vai xuống, đưa rốn về gần đùi. Lần hai hít vào đẩy thân người về phía trước nhả vai. Thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi xả khí. Một lần nữa hít vào đẩy thân người về phía trước nhả vai ra nặng. Thở ra trùng gối đưa rốn về gần đùi thả lỏng đỉnh đầu. Từ đây tiếp tục hít vào lướt chân phải nâng lên. Thở ra bước dài chân phải về cạnh trong bàn tay phải, trượt chân trái dài ra sau, duỗi mũi chân, duỗi mềm bàn chân, chống 10 đầu ngón tay. Hít vào thật sâu, xoay cằm qua bên trái. Mắt liếc nhìn gót chân trái. Chìm sâu khớp háng trái. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên phải. Mắt liếc nhìn gót chân trái. Chìm sâu hơn nữa. Một lần nữa hít vào, xoay cằm qua bên trái. Cảm nhận sự di chuyển của vùng cơ cổ. Quan sát sự căng giãn của cơ gập hông chân trái. Tiếp tục thở ra, xoay cằm qua bên phải. Rồi từ đây hít vào, xoay cằm trở về giữa. Thở ra chống ức bàn chân trái, hạ mềm bàn tay. Nâng gối trái, đạp căng gót chân. Xoay mũi chân trái, hạ mềm xuống thảm, duỗi gối phải. Thu hai tay về gần, mềm vai chìm hông xuống. Quan sát thân người được gập sâu, cơ đùi sau của hai chân đang được kéo giãn.
Xoay mũi chân trái, hít vào đẩy gối trái, gối phải về phía trước, duỗi ngực, nâng cảm đạp căng gót chân. Thở ra xoay mũi chân trái, duỗi gối chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời. Hai lần nữa hít vào đẩy chân phải về phía trước, xoay mũi chân trái, duỗi ngực, nâng cằm. Thở ra xoay gót chân trái, rồi duỗi hông, đẩy mông hướng lên bầu trời, đúng là huyền tốt lắm. Rồi một lần nữa hít vào đẩy gối phải về phía trước, xoay mũi chân trái, duỗi ngực ra, duỗi lưng ra. Thở ra xoay mũi chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Chưa hả đúng mắt ạ? Đau cơ nào? Thế thì bé em bé chị. Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào đẩy gối phải về phía trước, hạ đầu gối trái trở về thảm, tiến hai tay về phía trước. Thở ra thu chân phải trở về sau cùng chân trái, trở về trong tư thế cái bàn. Thu hai tay về gần trong tư thế cái bàn. Từ đây chúng ta sẽ để ý chi tiết nhé, vì nó sẽ có chống chân và duỗi chân. Khi mà chống chân duỗi chân, cái hông của mình nó sẽ duỗi tốt hơn. Và những ngày bị hành kinh ấy thì thường chúng ta sẽ đau lưng hoặc là đau bụng kinh, thì chúng ta sẽ bị ứ khí, thì chúng ta sẽ đẩy khí ra. Chi tiết rất nhỏ lắm, mình quan sát trước này. Hít này, thở này, thở thì duỗi mềm ra, đúng không ạ? Chúng ta cùng làm nhé. Hít là chúng ta chống ức này, xong duỗi này. Nhưng mà cái phần lưng này đừng để bõng như này, và sập vai. Chúng ta duỗi để làm sao nó làm cái đường cong nó duỗi được như này, nó đẩy về phía trước, và cái rốn là rút vào trong, đúng không ạ? Và thở mình duỗi mềm và mình cuộn lên, tha lỏng ra. Rồi chúng ta cùng làm ha. Rồi xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm. Từ đây nhấn một lực bàn tay, đẩy lên vai, từ vai đẩy xuống hông, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn. Hít vào quận xương cụt hướng lên, chống ức chân, duỗi ngực mềm vai xa tai. Thở ra khép cằm thu về cổ, cuộn xong các đốt sống, thả lỏng đầu và duỗi mũi chân mềm nặng. Lần hai hít sâu, chống ức bàn chân lên, duỗi ngực mềm vai xa tai, sốt rốn. Thở ra thật chậm, khép cằm, duỗi mềm mũi chân, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào xả hết khí đi. Lần ba hít vào chống ức bàn chân, nâng ngực duỗi ra, nâng cằm. Thở ra khép cằm, duỗi mềm mũi chân, thở hết ra cong lưng. Một lần nữa hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Ôi từ đây nhẹ nhàng hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra xoay chân trái sang bên trái, xoay bàn chân trái sang bên trái ra phía sau, đúng rồi. Sau đó đưa chân phải duỗi dài ra, đúng rồi ạ. Các mình chú ý nha, của chị Hà. Chị Hà đưa sao lại ra thế nhỉ, chân nó phải ra phía sau ấy, đúng không? Chân nó xảy ra cái chiều dọc của thảm đây, nó sẽ như thế này này, nó sẽ theo chiều dọc của thảm, cái chân nó ra xong cái gót chân phải nó sẽ thẳng hàng với đầu gối trái nữa. Rồi xoay lại tay đi Phượng, tay này, đúng rồi, xoay các ngón tay rộng ra, luyến nữa. Để ý cái chân nhá, cái đầu gối trái thẳng hàng với gót chân phải. Rồi từ đây này, hít vào thật sâu, từ từ mình nhấc cánh tay phải lên, vươn cánh tay phải nâng lên, như có ai đó nhấc cái vai phải mình lên, như cái hông đang được duỗi. Thở ra vươn cánh tay phải áp vai, chắc ức bàn chân trái chống lên hiền, đúng rồi, nó mới chắc. Rồi xoay cánh tay phải, hít vào vươn cánh tay phải nâng lên hướng lên trần nhà. Rồi thở ra đưa tay phải qua eo liền trái, rồi đẩy cái ngực phải lên. Rồi xoay cằm mắt hướng nhìn xuống cái cổ tay trái, mình sẽ thấy cái cổ nó giãn và cái hông, cái lưng nó giãn rất là dễ chịu. Từ đây giữ tĩnh, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận cái hông, cái lưng. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai hít vào thật sâu,
mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Tốt lắm, thở hết ra. Rồi từ đây hít vào, vươn cánh tay phải, vươn cằm mắt nhìn lên. Thở ra hạ tay phải trở về thẳng, xoay mũi chân trái trở về, chống hai ức bàn chân. Thở hết ra, duỗi duỗi chân phải ra chị. Nữa, duỗi căng chân ra. Thở hết ra, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai để nó không nặng cổ tay. Nâng gối trái, đẩy mông hướng lên bầu trời. Duỗi hông nhé ạ, xả khí và duỗi hông. Hít vào, từ từ hạ gối trái trở về thảm. Thở ra, nâng bàn chân phải lên, đạp căng gót chân, bước chân phải qua bên trái. Rồi thở hết ra, kéo gót chân hướng về thảm, xoay cằm mắt nhìn về gót chân phải. Nó rất là giãn cái phần lưng dưới ấy. Nó xả khí, cái phần tụ khí. Trong những ngày đèn đỏ chúng ta hay bị đau lưng, hay bị đau bụng. Rồi hít vào, đẩy người về phía trước, xoay cằm mắt nhìn về phía trước. Thở ra, đẩy người ra phía sau, đạp căng gót chân phải hướng xuống thảm, xoay cằm mắt nhìn về gót chân phải. Rất là dễ chịu vùng lưng. Lần 3, hít vào, đẩy thân người về phía trước, duỗi hông. Từ từ thở ra, đạp căng gót chân phải hướng xuống thảm, xoay cằm mắt nhìn gót chân, quan sát bắp chân bên phải đang được kéo giãn, hông lưng được kéo giãn. Một lần nữa hít vào, đẩy thân người về phía trước, rất tốt. Thở ra, kéo gót chân phải hướng xuống thảm, xoay cằm mắt nhìn gót chân. Ôi, và từ đây nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm mắt nhìn về phía trước. Thở ra, bước dài chân phải về cạnh ngoài tay phải, tiến hai tay về phía trước, hạ chìm bàn chân trái xuống, sau đó hạ mềm hai cùi chỏ tay xuống. Chúng ta sẽ làm cho cái khớp háng rất là dễ chịu đấy ạ. Hạ mông xuống chị à, duỗi cái chân sau ra nữa thì nó chìm sâu được khớp háng, duỗi ngực ra nữa, lưng bị gù mất rồi, mềm nữa, đúng rồi, lưng giữa. Từ đây mắt nhìn hướng xuống phía trước trên bàn tay. Hít vào, duỗi ngực đẩy về phía trước, cảm nhận phần khớp háng bên phải được chìm sâu. Thở ra, khép cằm thu về cổ, mắt nhìn về giữa hai cẳng tay. Quan sát toàn bộ vùng khung chậu và khớp háng đang được căng giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5 4 3 2 một. Rồi thật chậm, chống hai bàn tay lên, hít vào thật sâu, bạn chống ức bàn chân trái. Thở ra, nâng gối trái, bước chân phải trở về sau, cùng chân trái đẩy mông hướng lên bầu trời. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, bạn kiễng hai gót chân, trùng gối. Thở ra, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải, bước chân trái trở về cùng chân phải, gập sâu thân người xuống tại khớp háng. Nhẹ nhàng hít vào, nâng ngửa thân người, hai tay ngang gối, duỗi dài hông lưng, khép cằm thu về cổ, hơi trùng gối để bảo vệ khớp gối, quận xương cụt lên bầu trời để duỗi vùng hông và khung chậu. Từ từ thở ra, chuột dài hai tay về mắt cá chân, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hai tay đưa sang ngang, hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể đón khí. Tiếp tục chắp tay lại, thở ra, trùng gối, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Hạ bàn tay trở về thảm thật chậm, hít vào thật sâu, bạn trùng gối, thở ra, bật nhảy hai chân về phía sau. Rồi hít vào, hạ mềm hai gối trở về thảm. Thở ra, xoay chân phải qua bên phải. Hít vào, bước chân trái ra phía ngoài. Rồi từ đây, đầu gối phải thẳng hàng với gót chân trái, duỗi ra. Nhấn lực về bàn tay phải, hít vào, bạn lướt cánh tay trái, đẩy hông, nâng thân người lên. Như có ai đó nhấc cái vai trái lên, xoay cằm mắt nhìn theo tay trái. Rồi thở ra, vươn dài cánh tay trái, áp tay, vươn dài ra, đẩy cái hông về phía trước.
quan sát sự căng giãn toàn bộ eo lườn hông lưng. Rồi xoay vai trái, hít vào, bạn vươn cánh tay trái, nâng lên. Thở ra đưa tay trái qua phía sau eo lườn phải. Sau đó hít vào, bạn xoay ngực phải, nâng cằm, mắt nhìn lên. Từ từ thở ra, xoay cằm, mắt hướng nhìn xuống cổ tay bên phải. Từ đây, đẩy hông về phía trước, rút rốn, quan sát toàn bộ vùng hông, lưng, eo đang được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, lướt cánh tay trái, xoay cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, xoay tay trái, hạ mềm, trở về thảm. Xoay mũi chân phải trở về, nhẹ nhàng hít vào, bạn nhấc chân trái, đạp căng gót chân ra. Thở ra, từ từ bước chân trái qua bên phải, hạ mềm ức bàn chân trái xuống, đạp gót chân trái hướng xuống thảm. Hít vào, từ từ đẩy người về phía trước, mắt hướng về phía trước, đẩy người về phía trước đi Phượng. Thở ra, đạp căng gót chân trái, khép cằm, mắt hướng nhìn về gót chân. Quận mông hướng xuống thảm, quan sát vùng hông, lưng được kéo giãn. Lần 2, hít vào, đẩy thân người về phía trước, mắt nhìn về phía trước. Thở ra, đạp căng gót chân trái, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát sự căng giãn vùng hông và lưng dưới. Một lần nữa, hít sâu, đẩy thân người về phía trước. Từ từ thở ra, đẩy hông ra phía sau, hạ gót chân trái hướng xuống thảm, quan sát sự căng căng giãn giãn ở đây. Rồi và thật chậm, hít vào, từ từ đẩy thân người về phía trước. Thở ra, bước dài chân trái về cạnh ngoài tay trái, hạ mềm mũi chân phải, chìm sâu khớp háng phải, tiến hai tay về phía trước, hạ mềm hai cùi chỏ tay xuống thảm, giãn phần hông, lưng và khung chậu cùng khớp háng. Hai tay có thể đan vào nhau. Hít vào, bạn duỗi ngực, đưa mắt nhìn về phía trước, chìm sâu khớp háng trái. Thở ra, khép cằm thu về cổ, mắt nhìn về giữa hai cẳng tay. Quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ hông và khung chậu. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, tách hai tay, chống bàn tay, nâng thân người lên, chống ức bàn chân phải. Thở ra, nhấn lực về bàn tay, nâng gối phải, đạp căng gót chân phải ra phía sau, bước chân trái trở về cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Nhẹ nhàng hít vào, bạn trùng gối. Thở ra, bật nhảy hai chân về giữa hai tay. Đúng rồi, hít vào, nâng ngửa thân người, duỗi dài các đốt sống chống 10 đầu ngón tay, duỗi ngực, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Từ từ thở ra, trùng gối, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Từ đây, hai tay sang ngang, hít vào, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, chắp tay lại trước ngực. Thở ra, trùng gối, đẩy hông ra phía sau, thân người đổ về phía trước, trách một góc 45 độ, chìm hai vai. Hít vào, kiễng gót chân phải. Thở ra, gập cổ chân, bước chân phải, đặt qua đầu gối trái, chìm hông xuống. Mềm thân người xuống, duỗi ngực về phía trước. Quan sát toàn bộ cơ gập hông đang được khép chặt. Phần mông và cơ căng mạc đùi chân phải đang được giãn ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, tách hai tay, đưa hai tay ra phía sau lưng, ngửa bàn tay, mềm vai xuống, quận mông xuống. Từ từ thở ra, thu hai tay khép về ngực, chắp trên bàn chân trái, hít vào, bạn nâng thân người trở lại, lướt hai tay, hạ bàn chân phải xuống thảm. Thở ra, tách hai tay, thả lỏng, buông xuôi theo thân. Hai tay sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu. Từ từ chắp tay, thở ra, trùng gối, đẩy hông ra phía sau. Thân người đổ về phía trước một góc 45 độ. Nhẹ nhàng hít vào, kiễng gót chân trái, gập cổ chân trái. Thở ra, bước chân trái qua đầu gối phải, gập sâu thân người, lưng song song với mặt thảm, sâu hơn nữa, mềm vai. Tách hai tay, hít vào, ngửa bàn tay hướng ra phía sau lưng, duỗi ngực, chìm hông, quận mông xuống.
Thở ra hai tay thu về. Hít vào nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Tách hai tay, hai chân, thở ra thả lỏng, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào chống 10 đầu ngón tay. Rồi duỗi hai mũi chân sang hai bên, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Thở ra, trùng gối quận xương cụt, hướng xuống thảm. Chìm hông xuống, trong tư thế Malasana, duỗi ngực về phía trước, quận hông hướng xuống thảm. Hai tay chắp lại phía trước ngực, hai cùi trỏ đẩy sang hai bên. Hít vào thật sâu, vươn dài lưng, mềm vai xuống. Thở ra bạn chìm hông xuống, thả lỏng hông, lưng. Nhẹ nhàng hít vào, tách tay phải, đưa sang ngang. Từ từ thở ra lướt cánh tay trái sang bên trái, hướng ngón cái lên trên, xoay cằm mắt nhìn theo vai trái. Mở ngực trái. Hít vào, thu tay trái trở về cùng tay phải, hai tay chắp trước ngực. Thở ra đưa tay trái hướng xuống thảm qua bên trái. Thở hết ra đưa tay phải ra phía sau. Tách dài mở rộng ngực phải hướng ngón tay cái lên trên. Rồi hít vào thu tay phải trở về. Hai tay chắp trước ngực. Thở ra từ từ bạn nâng hông duỗi hông về phía sau. Duỗi ngực về phía trước quan sát vùng khung chậu. Rồi quan sát toàn bộ vùng khớp gối vùng hông. Nhẹ nhàng hạ bàn tay trở về thảm, hít vào bạn duỗi hông, duỗi gối thu hai chân trở về. Thở ra, bạn bước chân phải dài ra phía sau, bước chân trái dài ra phía sau, hạ hai gối xuống thảm. Hạ hai gối xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào bạn đẩy ngực về phía trước. Thở ra duỗi mềm mũi chân, kéo mông về phía gót chân. Kéo giãn các đốt sống quận xương cột hướng xuống thảm, xả hết khí mềm vai xuống, mềm hông, lưng, hạ mềm chán mũi hướng xuống thảm. Lần 2, hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ thay, chống hai ức bàn chân lên. Duỗi ngực về phía trước, tay, vai vượt quá cổ tay. Từ từ thở ra quận mông hướng xuống thảm xả khí, rồi mềm hai mũi chân, quận mông hướng về gót chân, mềm vai chìm sâu xuống, rút rốn vào trong. Lần 3, hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai vượt quá cổ tay. Có thể chống hai ức bàn chân. Từ từ thở ra duỗi mềm mũi chân, kéo mông về phía gót chân, kéo giãn các đốt sống quận xương cột hướng xuống thảm, rút rốn vào sâu hơn, xả hết những khí cặn ra bên ngoài, chìm sâu vai xuống, mềm hơn nữa. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Vai vượt quá cổ tay, chống hai ức bàn chân của bạn lên. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm kéo mông về phía sau, duỗi mềm hai mũi chân, quận mông hướng xuống thảm, cảm nhận sự thư thái và thả lỏng rút rốn vào sâu hơn. Thả mềm cổ gáy, thả lỏng trán mũi hướng xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Và lần này hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, chú ý vai trên cổ tay, chỉnh hai gối song song, thẳng hàng với hông. Thở ra nhấc gối phải lên, bước gối phải qua cạnh ngoài gối trái. Duỗi mềm hai mũi chân, thả mềm hai bắp chân. Thở hết ra cuộn mông hướng xuống thảm, kéo mông ra phía sau. Mềm vai xuống quan sát sự hông. Căng giãn, rồi khép sát hai đùi trong.
nhẹ nhàng hít vào, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra tiếp tục mềm vai, cuộn mông hướng xuống thảm, xả hết khí, thải hết những máu độc ra bên ngoài. Một lần nữa hít vào, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay, thẳng cổ nào. Thở ra cuộn mông xuống, kéo mông về phía sau, cuộn chìm, hông mềm vai xuống, xả hết khí ra đi. Và từ đây, hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, thở ra thu chân phải trở về thảm. Tiếp tục, hít vào nâng gối trái lên, thở ra bước chân trái về cạnh ngoài gối phải. Có thể ai đó tốt hơn thì nhấc cái cổ chân đặt lên. Tốt hơn ha. Còn nếu không được thì chúng ta cứ bước ra ngoài thôi. Rồi hít vào nhấn lực về bàn tay, đẩy vai lên. Thở ra cuộn mông hướng xuống thảm, mềm hai vai xuống, nó về chặt hơn đấy ạ. Lần hai, hít vào đẩy thân người về phía trước, duỗi ngực, nâng cằm. Thở ra cuộn mông hướng xuống thảm, mềm hai vai xuống, quan sát vùng hông, lưng và sàn chậu. Một lần nữa hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Rồi từ đây, hít vào bạn đẩy thân người về phía trước, thở ra thu chân trái trở về cùng chân phải, rồi tách hai gối sang hai bên. Thở hết ra đưa hai ngón chân cái chạm nhẹ, cuộn mông hướng xuống thảm, kéo mông về gót chân. Rồi từ đây mở rộng hai gối, thẳng người lên huyền ơi. Thẳng người lên, có vẻ bé đâu. Hai gối mở rộng ra. Rồi, hơi cuộn mông hướng xuống thảm để làm đầy thắt lưng. Hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên phải, thở ra lướt hai tay qua bên phải, cuộn mông xuống, chìm vai phải xuống. Hít vào, xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra xoay người qua bên trái, mềm hai vai xuống, cuộn mông hướng xuống thảm, chìm vai, cảm nhận vùng vai giãn, hông lưng giãn. Hít vào, lướt hai cánh tay nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra xoay người qua bên phải, tiếp tục mềm sâu vai xuống, cuộn mông hướng xuống thảm, chìm vai, chìm bàn tay xuống. Bàn tay có thể chạm thảm, hạ mềm cái đầu vai xuống. Đúng rồi. Một lần nữa hít vào, lướt hai cánh tay nâng thân người vươn lên. Thở ra xoay người qua bên trái, chìm sâu đầu vai xuống, mềm cánh tay, cuộn mông hướng xuống thảm, chìm sâu đầu vai xuống nào. Ôi, và từ đây nhẹ nhàng hít vào, vươn hai cánh tay nâng thân người trở lại. Thở ra thả lỏng hai tay xuôi theo thân, trở về trong tư thế cái bàn ngửa. Lớp mình chú ý nha, bài này nó hơi khác một tí. Đây là xoay đầu lần này, vẫn chân mở rộng bằng hông, tay mở rộng bằng vai, hai bàn tay xòe rộng khép hướng cù trỏ vào trong như thế này. Lớp mình quan sát trước ạ. Hít vào thì mình đẩy hông lên này, thế này được không ạ? Đẩy hết lên, cổ bằng thẳng hàng với cả lưng này. Thở ra mình nhấc cái chân phải này, xoắn nó vào. Ai tốt thì xoắn, còn ai không tốt thì thế này thôi, được không ạ? Sau đó mình đẩy hông lên, nó sẽ chặt hơn, nó sẽ rất là chặt cho phần tử cung, rất là tốt đó. Còn nếu mà ai cảm thấy khó thì chúng ta sẽ về trong tư thế cây cầu. Nhưng mà thế này thì chúng ta giãn được vai, hông, lưng. Làm được không? Thử nhá. Rồi, chúng ta trở về trong tư thế cái bàn ngửa đi ạ. Hai chân mở rộng song song bằng hông, hai tay mở rộng song song bằng vai. Xòe căng các ngón tay bám xuống thảm. Thu chân về một tí đi. Phượng vẫn bị rộng, luyến vẫn bị rộng. Đúng không? Rồi, xòe rộng các ngón tay ra, xòe rộng các ngón tay ra. Có thể hướng về phía trước được để nhìn được. À, sợ ấy á? Không sao đâu. Rồi, thu chân về đi chị Hà. Huyền, rộng quá, chân rộng quá. À, chân chị Hà lại khép chặt, sát quá rồi. Rồi, xoay rộng các ngón tay bám xuống thảm, hít vào bạn đẩy ngực nâng hông lên. Rồi, đốt sống cổ thẳng hàng với đốt sống lưng. Thở ra kiễng gót chân phải, bước qua bên trái nào. Ai tốt thì xoắn, ai không tốt thì cứ đẩy hông lên, nó khép sát rồi. Rồi, sau đó thở ra khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn xuống hông, cuộn mông hướng về rốn, rồi nó giãn.
ngồi thít vào hạ chìm hông xuống như không chạm. Thở ra đẩy hông lên, rất là dễ chịu đấy ạ. Hít sâu hạ xuống và thở ra đẩy lên. Chú ý đốt sống cổ ha. Hai lần nữa, hít vào hạ xuống, thở ra đẩy lên nào. Đúng rồi, tốt. Một lần nữa, hít vào hạ xuống, liến nâng ngực thêm tí nữa, thở ra đẩy lên nào. Phượng cố lên, đẩy cái hông lên, kéo cái rốn lên, rút cái bụng vào trong Phượng. Rồi từ đây hít vào, từ từ hạ lưng, hạ mông trở về thẳng. Thở ra, hạ chân phải trở về thẳng. Rồi nhấc hai tay lên, hít vào, vươn hai tay về phía trước, thở ra xoay cổ tay đi. Có vẻ mỏi cổ tay này. Khi mà bụng lên ý, Phượng để ý nhé, mọi người cứ xoay tay đi. Phượng lên là Phượng bị này, cái bụng phồng lên này. Thì mình không để nó phồng lên đấy, mình kéo nó lên, kéo cái bụng, kéo nó hướng về rốn thì nó mới rút được cái phần dưới lên và phần phụ lên. Đấy. Rồi xoay cổ tay đi ạ. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây tiếp tục thu hai tay trở về, chúng ta đổi chân còn lại. Xoay rộng các ngón tay bám xuống thảm, khép hai cùi chỏ ôm vào đường giữa. Của luyến ban nãy cái cổ nó vẫn chưa thẳng hàng với cái lưng đâu, cái đốt sống cổ nó cần phải đẩy ngược lên tí nữa nó mới thẳng hàng. Của Huyền là ok rồi, của Dung thì đẩy lên nữa. Rồi bàn tay nắm chắc xuống thảm, hít vào đẩy ngực, nâng hông, duỗi dài cơ thể, nâng lên, đẩy hông lên, khép cằm lại nhưng mà duỗi hông lên. Thở ra bước chân trái đặt qua đầu gối phải, có thể xoắn hoặc không xoắn. Rồi đẩy lên, hít vào từ từ hạ mềm xuống, khép cằm thu về. Cái này lúc hông lưng chìm nó giãn, thở ra đẩy lên, đẩy hông lên nào. Rồi hít hai, hạ mềm xuống chậm thôi ạ, đi theo từ từ thôi ạ. Đứng rất khục, từ từ thở ra đẩy lên, đi rất thật là mượt mà. Rồi một lần nữa hít vào, hạ mềm xuống nào. Từ từ thở ra đẩy lên, rất tốt. Thêm một lần nữa, hít sâu hạ mềm xuống. Từ từ thở ra đẩy lên nào, kéo xương mu về phía xương ức, rồi đẩy ngực lên. Rồi hít vào, từ từ hạ mềm trở về thảm. Thở ra chúng ta thu chân trái trở về và tiếp tục đưa hai tay về phía trước, vẩy tay đi ạ. Có ai bị đau cổ tay không? Đau là đúng rồi. Tí nữa, đúng rồi, bả vai giãn là đúng đấy. Nó sẽ trả cho cơ đấy. Vì là nãy mình úp, bây giờ mình phải ngửa. Quy trình vận hành nó là như thế. Rồi hai tay đan vào nhau, chúng ta xoay cổ tay đi ạ. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây ngồi trong tư thế ngồi xếp bằng, thả mềm vai ra. Rồi đưa tay phải nắm vào cổ tay trái này, kéo cổ tay trái ra, hai cái cùi chỏ kéo sang hai bên, mềm cái vai xuống, mềm cái vai xuống. Đúng rồi, tiếp tục kéo, kéo, cứ nhả ra xong lại kéo, nhả ra lại kéo. Đúng rồi, rất là tốt. Thả mềm cái vai ra. Rồi sau đó này, lấy cái bàn tay này ôm vào cái cổ tay, hai ngón trỏ vào cái xoay à. Đúng rồi, rất tốt. Chỉ cần hai ngón trỏ vào cái thôi thì nó sẽ tác động sâu, nó ôm trọn cái cổ tay. Đúng rồi. Rồi sau đó đổi tay, kéo mềm vai xuống, mềm cái vai xuống, thả lỏng nó ra. Đúng rồi, rất tốt. Lát nữa mình sẽ không còn thấy mỏi nữa. Và đấy là cái cách mình tập đúng đã tốt rồi, nhưng mà mình tập đúng mình trả cơ tốt nữa. Rồi ôm tay vào. Rồi cái cổ tay này được làm nóng ấm, cơ nó rất là dẻo dai. Tuy tay nhỏ thôi nhưng mà cái lực và cái sức mạnh ở bên trong rất là khỏe. Rồi từ đây mình thả mềm vai xuống, tay đặt lên gối cho ra. Từ từ xoay tròn vai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ngược lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vai Dung vẫn bị cứng. Hai bàn chân áp sát vào, xoay nhiều vai vào. Hai tay ôm lấy bàn chân. Trong ngày đèn đỏ hay là chu kỳ kinh nguyệt thì cái tư thế này không được bỏ qua. Đây là tư thế hồ điệp và tư thế này rất là tốt cho khung chậu và khớp háng. Nó sẽ giúp cho mình thải ra những cái khí cặn cũng như là cái máu huyết nó ứ đọng ấy. Nó làm sạch, và khi mà tập mà đẩy được các khí ra ấy thì cái máu, cái màu nó cũng sẽ khác hẳn. Và khi mà những cái ngày đèn đỏ
cũng sẽ làm cho mình không bị mệt mỏi nữa, vì nó không bị ứ khí. Đấy, khi mình đạp như này thì mình phải đẩy ngực, chị Hà duỗi cái ngực về phía trước một tí. Đúng rồi. Thì cái vai này, nhiều người khi mà duỗi ngực rồi những cái vai nó vẫn bị gồ lên này. Chính vì thế chúng ta liên tục phải thả mềm vai xuống. Đúng rồi. Nào, duỗi nhanh hơn một tí nào. 5 4 tốt lắm. 3 2 1 rồi từ từ hít vào, nâng hai gối vươn lên. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, chìm sâu hai vai và cùi trỏ. Thở ra hạ mềm, gối gập sâu, thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Khép cằm thu về cổ, cuộn mông hướng xuống thảm. Thả chìm hai vai, thả lỏng cổ gáy. Quan sát toàn bộ khung chậu và khớp háng đang được giãn ra. Từ từ hít vào, duỗi ngực về phía trước, nâng thân người trở lại. Khép hai gối, nâng lên. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, mềm hai vai xuống. Thở ra duỗi dài, cơ thể gập sâu, thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, duỗi ngực nào. Khép cằm lại, nhíu nhẹ hậu môn lại, thả lỏng cổ gáy, thả lỏng toàn thân. Chỉ quan sát toàn bộ khung chậu và khớp háng được kéo giãn. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thật chậm, hít vào, duỗi ngực về phía trước, từ từ nâng thân người, khép hai gối, nâng lên. Thở ra, thu hai chân trở về, duỗi gối. Rồi, hai tay đưa sang ngang, hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Đạp căng gót chân, thở ra gập sâu, thân người hướng xuống thảm. Hai tay có thể nắm bàn chân, bắp chân hoặc lòng bàn chân, tùy theo khả năng ha. Rồi, sau đó duỗi ngực về phía trước, hít vào thật sâu. Thở ra mềm hai vai, mềm hai tay xuống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Thả lỏng hông, lưng, quan sát thân người đang chìm dần hướng về thảm. Mềm hơn nữa vùng vai, cổ, gáy và cánh tay. Mềm hơn nữa đáy thắt lưng, cột sống và các cơ xung quanh lưng, hông. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi ngực về phía trước. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm hông, lưng. Quan sát cơ thể đang tiến dần về thảm. Quan sát sự thả lỏng hơn nữa. Lúc này, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm tiếp tục xả khí, thả mềm vai, hông, lưng. Có thể chán mũi hướng về gối hoặc ống đồng, có thể hướng chạm về đùi hoặc theo khả năng của bạn. Hãy ghi nhận cảm giác này, ghi nhận khoảng cách này và cảm nhận cảm giác căng giãn toàn bộ vùng hông, lưng. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn duỗi ngực về phía trước thật nhẹ. Thở ra thả mềm vai, hông, lưng, thả mềm cơ thể, thả mềm các đốt sống, quan sát sự kéo giãn và thả lỏng. Hít thở đều và tiếp tục thả lỏng. 5 Thả lỏng hơn nữa. 4 Cảm nhận cơ thể dịch chuyển hướng xuống thảm. 3 Cảm nhận cơ thể dịch chuyển sâu hơn. 2 Tiếp tục thả lỏng. Và 1 Ghi nhận cảm giác này, ghi nhận khoảnh khắc này và ghi nhận điểm xúc chạm này. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn duỗi ngực về phía trước, rồi tách hai tay, nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Rồi nhẹ nhàng co gối phải lại, bước chân phải qua cạnh ngoài gối trái, sau đó thu chân trái lại. Rồi dựng đầu gối phải lên, mông không ngồi lên gót chân trái, đẩy thẳng đầu gối phải lên. Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên phải, đưa tay phải ôm lấy đầu gối, tay trái ôm lấy đầu gối phải. Bàn tay trái úp về bên phải, đưa tay phải ra phía sau, chống năm đầu ngón tay hướng xuống thảm. Xoay cằm, mắt nhìn theo tay phải, rồi mở vai phải và ngực phải ra, quận mông hướng xuống thảm. Từ từ đưa ý thức về hơi thở. Hít vào, xoay cằm qua bên trái.
và thở ra xoay cằm qua bên phải. Trong tư thế vặn xoắn, chúng ta xả khí để thải khí độc ra bên ngoài. Hít hai, xoay cằm qua bên trái. Và thở ra xoay cằm qua bên phải. Hít ba, xoay cằm sang trái. Và thật chậm thở ra xoay cằm qua bên phải. Quận mông hướng xuống thảm, chìm hông xuống. Hạ mềm bàn tay phải xuống, mềm vai phải xuống. Quan sát sự giãn mềm và vặn xoắn các khớp sống. Nhà hết khí ra, mềm hơn nữa đùi trái và gối trái. Từ đây, hít vào xoay thân người trở về thẳng. Thở ra thu hai tay, thu hai chân. Chúng ta cùng đổi chân. Chân trái ở phía trên, chân phải ở phía dưới. Dựng đầu gối trái lên. Hạ mềm mông trên thảm, hai tay đưa sang ngang, hít vào bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên trái, tay phải ôm lấy đùi trái, bàn tay áp vào mông trái. Xoay vai trái, đưa cánh tay trái ra phía sau, chống năm đầu ngón tay. Mềm vai xuống, cuộn mông hướng xuống thảm. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm qua bên phải. Và thở ra xoay cằm qua bên trái. Hít hai, xoay cằm qua bên phải. Từ từ thở ra xoay cằm qua bên trái. Một lần nữa hít vào xoay cằm qua bên phải. Chậm rãi thở ra xoay cằm sang bên trái. Rồi từ đây hạ mềm bàn tay trái xuống. Cuộn mông hướng xuống thảm, chìm hông. Mềm vai thả lỏng đùi phải, thả mềm gối phải. Từ từ hít vào xoay thân người trở về. Rồi vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Rồi từ đây chúng ta trở về trong tư thế cây cầu. Hạ lưng của bạn trở về thảm, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hạ mềm hai cùi trỏ tay xuống thảm. Hạ lưng xuống trong tư thế cây cầu. Hai chân mở rộng song song bằng hông, co hai gối lại luyến. Khép chân gần từ tí nữa đi chị Hà. Hồi lớp mình chú ý nhá, phần này có 3 level. Chúng ta sẽ làm từng level. Rồi, khoảng cách từ gót chân tới mông là một bàn chân dài. Chúng ta có thể đo hoặc áng chừng. Hai tay buông xuôi theo thân, chách một góc 45 độ. Khép cằm thu về cổ. Rồi, từ đây nhẹ nhàng nhấc nhẹ hông, mông lên, nhúc nhích, thả mềm xuống. Rồi nhúc nhích vai, thả mềm xuống. Cảm nhận lưng, hông đang được giãn mềm trên thảm. Từ từ hít vào thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Rồi bạn đẩy hông lên cao hết biên độ. Khép cằm thu về cổ, kéo xương mu về phía xương ức. Nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ hạ từng đốt sống trở về thảm. Chậm thôi, chậm thôi. Từ từ thở ra thả mềm các cơ. Rồi có thể điều chỉnh chân. Lần 2, hít sâu cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, đẩy cao lên. Kéo xương mu về phía xương ức, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai xuống. Rồi nhíu hậu môn lại, rút đáy chậu lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm. Từ từ thở ra thả mềm các cơ. Rồi tiếp tục hít vào cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên. Đưa hai tay chống ở hai bên hông. Hướng cùi trỏ vào bên trong. Rồi tiếp tục đẩy xương mu lên. Kéo xương mu hướng về xương ức. Nhíu hậu môn lại, kéo đáy chậu lên, rút lên. Hết cằm thu về cổ, cảm nhận gáy cổ được giãn, toàn bộ bụng dưới được rút lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3,
chú ý siết cơ đùi, nhíu hậu môn lại 2, 1, từ từ hít vào, tách nhẹ hai tay, thở ra hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, đi thật chậm, thật chậm, thả mềm hướng xuống thảm. Rồi từ đây tách rộng hai chân sang 2 mét thảm, nhấc bàn chân lên, vẫn co gối đấy Huyền ơi, nhấc bàn chân, chỉ gót chân ở dưới thảm, phần này tác động rất sâu vào khung chậu và mào chậu. Rồi hai tay buông xuôi theo thân, hát cằm thu về cổ, từ từ hít vào thật sâu, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Bạn đẩy hông lên, đẩy lên cao nào. Đúng rồi, khi hông đi hết biên độ, bạn kéo xương mu về phía xương ức, rồi kéo mào chậu lên, kéo hết lên, kéo cái tử cung, kéo dưới lên, rồi rút đáy chậu, kéo lên, nhíu hậu môn lại, chú ý không gồng cổ, thả lỏng cổ, khép cằm thu về cổ, quan sát sự căng giãn và kéo toàn bộ phần đáy chậu lên, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ xung quanh cổ, vai, lưng và hông, thả mềm xuống. Một lần nữa, hít vào thật sâu, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, đẩy hết biên độ lên, đúng rồi, kéo xương mu về phía xương ức, rồi tiếp tục rút đáy chậu lên, khép cằm thu về cổ, quan sát toàn bộ vùng mào chậu, rồi đáy chậu đang được rút lên, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, rồi thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả lỏng từ từ thôi, thật chậm, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Rồi từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn nhấc hai gót chân áp sát hai bàn chân vào nhau, thở ra hai tay đan vào nhau ôm bàn chân, rồi mở hai gối sang hai bên. Rồi tư thế hồ điệp nằm lên lớp mình, nó còn gọi là tư thế happy baby. Từ đây mình khép cằm thu về cổ đi ạ, mềm vai và duỗi thẳng cánh tay, duỗi ngực, chìm hông, quận xương cụt hướng xuống thảm, trả mềm cho cơ lưng. Từ đây lăn người qua bên trái, massage cho hai quả thận qua phải. Và khi chúng ta lăn như thế này, chúng ta sẽ giảm đau lưng. Rồi, rất là tốt. Rồi, khí huyết được lưu thông, giúp cho quả thận của mình được khỏe mạnh hơn, massage cho thận. Và thường tập xong cái bài này chúng ta sẽ buồn đi, đi nhẹ là đúng ạ, đi tiểu là đúng ạ. Rồi sau một vài nhịp, từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa thân người trở về giữa, thở ra tách hai tay, tách hai chân, duỗi gối trái, hạ gót chân xuống thảm, hai tay đan vào nhau ôm gối phải, thở hết ra kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, chìm hai vai xuống, xương cụt quận hướng xuống thảm, dựng cổ chân trái lên. Trong tư thế ống bễ là một tư thế rất tốt cho dạ dày. Trong ngày đèn đỏ hoặc ngày hành kinh thì bạn tập tư thế này rất tốt, giúp bạn thải loại khí cặn ra và toàn bộ những máu cặn đẩy ra bên ngoài. Nhẹ nhàng hít vào nới lỏng chân phải, thở ra kéo gối phải hướng về ngực, tiếp tục khép cằm lại, chìm sâu vai xuống, cảm nhận cổ gáy, lưng, vai, các cơ đang được giãn mềm trên thảm. Rồi từ đây hít vào duỗi dài chân phải, hạ gót chân xuống thảm, thở ra co gối trái, hai tay đan vào nhau ôm gối trái, thở hết ra kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm thu về cổ nào, quận xương cụt hướng xuống thảm, quan sát toàn bộ vùng hông được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào nới lỏng chân trái, chậm chậm thở ra kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, giãn mềm cổ gáy, vai, lưng và hông. Rồi và từ đây nhẹ nhàng hít vào duỗi dài chân trái ra, từ từ thở ra co hai gối lại, nhấc bàn chân lên, hai tay đan vào nhau ôm hai gối, kéo hai gối hướng về ngực, thở hết ra quận xương cụt hướng xuống thảm, mềm hai vai xuống. Rồi hít vào bạn nâng đầu lên, từ từ thở ra, cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn xuống ngực, mềm vai,
hít thật sâu, từ từ hạ lưng, hạ cổ gáy và vai trở về thảm, tách hai tay vươn cao qua đầu, thở ra đổ hai gối qua bên trái, xoay cằm qua bên phải hết biên độ, thả mềm hai gối xuống, chìm hông lưng vai xuống, thả mềm tay, quan sát sự giãn mềm toàn bộ cơ thể, hông và lưng cùng vai. Sau một vài nhịp thở và sự quan sát, từ đây nhẹ nhàng hít vào, thu hai chân trở về thẳm, thở ra đổ hai gối qua bên phải, rồi tiếp tục xoay cằm qua bên trái, thả mềm hông, lưng, vai, thả mềm chân xuống, thả mềm cả hai chân xuống. Quan sát sự căng giãn và thả lỏng. Sau vài nhịp thở, nhẹ nhàng hít vào, thu hai chân trở về, thở ra tiếp tục. Bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đưa ôm bàn chân, kéo gót chân về gần khớp háng. Rồi chúng ta lăn lưng nha, chúng ta chú ý lăn lưng theo kiểu này nha. Hít vào một hơi thật sâu, chúng ta nhấc chân lên, thở ra lăn lưng 1, 2, 3, nhẹ thôi ạ, 4, 5. Rồi bây giờ hạ lưng xuống và co hai gối, áp sát hai gối, chân xuôi song song, xuôi song song. Rồi hai tay ôm lấy gối, tiếp tục lăn lưng nào. 1, chân hướng xuống thảm. 2, bàn chân hướng xuống thảm. 3, tăng biên độ. 4, 5, ngồi thẳng dậy. Rồi ngồi thẳng dậy. Ngồi thẳng dậy là mình nhìn nha. Bắt đầu này. 6, 7, tiếp tục ạ. 8, 9, rất là dễ chịu đây ạ. 10, thêm 2 lần nữa. 1, 2. Rồi từ từ nâng thân người trở lại, rồi trở về giữa thảm. Tập xong ai thấy buồn đi tiểu là đúng, nó sẽ đẩy ra đấy. Từ đây mình trở về thảm trong tư thế ngồi xếp bằng, từ từ đưa hai tay về phía bụng, thả mềm cơ thể ra. Nếu có thể ai đó muốn cảm nhận sâu hơn thì tay trái đặt lên ngực, tay phải đặt xuống dưới rốn, từ từ thả mềm vai, điều khí, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, thật chậm, kéo rốn về phía cột sống. Hít vào thật sâu, căng phình bụng lên. Thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Hít hai, căng phình bụng. Và thở ra xẹp sâu bụng lại. Hít ba, căng phình bụng lên, tốt. Thở ra xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Từ đây hít thở điều hòa, đưa hai tay chắp lại phía trước ngực, tác ý vào bàn tay, xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng, thật nóng lên nào, xoa thật nóng lên, tiếp tục nóng hơn chút nữa, nóng hơn chút nữa, tiếp tục nào, nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa, đúng rồi, rất tốt, thêm chút nữa, rất tốt, đúng rồi, nhanh hơn, lỏng vai, lỏng khuôn mặt, rồi nhanh tay áp về vùng mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt, biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ 3, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi
của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.